sự đón nhận nồng nhiệt của tất cả quý vị trong căn phòng hôm nay. Một lần nữa cho Giao xin gửi lời cảm ơn. Kính thưa quý vị, lúc nãy chúng ta đã có nghe ca sĩ Minh Thảo trình bày ca khúc Chàng Là Ai. Chắc có lẽ trong số quý vị cũng có không ít người biết tác giả của bài hát này. Đó chính là nhạc sĩ Nguyễn Hữu Thiết. Trước giải phóng thì người ta biết nhiều về ông qua đôi song ca của vợ chồng Ngọc Cẩm và Nguyễn Hữu Thiết. Ông rất ít sáng tác, các tác phẩm của ông chỉ vỏn vẹn khoảng 10 tác phẩm như là Chàng Là Ai, Giọt Mưa Chiều Nay hay Nước Mắt Em, Gửi Người Tôi Yêu vân vân. Và đặc biệt trong số đó, ca khúc Ai Đi Ngoài Sương Gió là một tình khúc tango, ông như trải lòng với cuộc đời đầy sương gió qua ca khúc này. Trời thu mưa bay bay, mà lòng ai như say, hoa lá rơi đầy, từng giọt mưa rơi rơi, hòa nhịp tim chơi vơi, gió cuốn mây trôi, ai đi ngoài mưa. Mời quý vị cùng nghe lại ca khúc này với tiếng hát của nữ ca sĩ Minh Thảo. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều.
Chắc có lẽ là một bài hát, cái bài hát này thì cho Minh Thảo được nói một chút xíu. Như quý vị đã biết, anh Thanh là một người sư huynh rất là thân thiết của Minh Thảo. Mà trong bất cứ một cái live show nào thì Minh Thảo cũng được anh ủng hộ hết lòng, và còn kêu réo bè bạn đi theo ủng hộ Minh Thảo, show của Minh Thảo nữa. Cho nên là lý do vì sao mà Minh Thảo biết rằng anh Thanh có rất là nhiều người bạn yêu thương anh như vậy, vì anh sống rất là có tình có nghĩa, phải không quý vị? Quý vị phải công nhận với Minh Thảo là như vậy không? Xin công nhận sư huynh rất là nhiều. Cảm ơn Minh Thảo. Và bật mí với quý vị luôn là mỗi lần mà live show á, của Minh Thảo á, là anh Thanh thích bài nào là anh Thanh ghi vô điện thoại bài đó. Và cái live show này á, trong cái show này á, tất cả những bài hát mà Minh Thảo hát á, là anh Thanh cũng yêu cầu là bài hát mà những bài này là em hát bài này, bài này nha, bài này em hát hay nè, bài này khách khán giả thích nè. Cho nên là quý vị, nếu quý vị có nghe lại những cái bài hát mà Minh Thảo đã hát nhiều lần, thì mong rằng quý vị cũng yêu thương Minh Thảo giống như là anh Thanh đã yêu thương Minh Thảo, cùng cũng nghe những bài hát này nha quý vị. Xin cảm ơn quý vị.